Xin chào chị Thăng Bình. Lời đầu tiên thì xin cảm ơn anh đã nhận lời tham gia trò chuyện cùng với kênh VTC9 ngày hôm nay. Có thể nói thì trong vài tháng trở lại đây, anh thường xuyên ra mắt ca khúc mới và thậm chí là nhận lời đóng phim. Không biết được là điều gì đã khiến cho anh trở nên tích cực và khẩn trương đến như thế. Anh có thể chia sẻ cho khán giả biết được không? Dạ, Thăng Bình xin được phép gửi lời chào tất cả quý vị khán giả. Thật ra Thăng Bình năm nay một năm mà thật ra cũng rất là bận rộn lịch trình, và chưa bao giờ mà Thăng Bình có một năm mà bận rộn đều như là năm nay. Tại vì bình thường là mỗi năm thì cái lượng công việc nó sẽ dồn vào một vài tháng nhất định ở trong năm, còn năm nay thì một năm mà thực sự là nó hơi thăng hoa, nó khá thăng hoa trong sự nghiệp của Thăng Bình. Thì mình cảm thấy thế này, có nghĩa là có những năm tháng mà công việc mình không được tốt á, mình sẽ không được bận rộn nhiều, và mình thấy mọi người xung quanh mình ai cũng bận rộn hết, cái mình thì cứ phải nằm nhà và kiểu suy nghĩ là làm sao để được bận rộn hết. Cho nên là những cái năm tháng đó cái năng lượng nó được phải giữ lại cho đến cho những ngày tháng mà khi mà bắt đầu công việc nó tốt rồi, nó ổn định rồi và mình bận rộn nhiều rồi, thì Thăng Bình sẽ không ngại để mà mình làm được tối ưu hóa những cái khoảng thời gian mà mình được thăng hoa. Thì năm nay là một năm mà Thăng Bình có rất là nhiều kế hoạch luôn, nhưng mà hiện tại với những cái gì mà đã trải qua nó chỉ khoảng đạt được khoảng tầm 70% những gì mà mình mong muốn cho của năm thôi. Những sản phẩm âm nhạc cũng vậy, mà những dự án điện ảnh cũng vậy nữa. Cho nên là đối với Thăng Bình thì Thăng Bình vẫn còn rất là nhiều sức để mà chinh phục rất là nhiều những cái kế hoạch sắp tới, những dự án sắp tới. Thì năm 2019 thì Thăng Bình luôn tự hứa bản thân mình là mình phải phấn đấu nhiều hơn nữa, mình phải giảm hạn, gọi là tiết kiệm thời gian hơn, không có bị quá nhiều khoảng thời gian chết nhiều hơn trong một năm, để mình thực hiện được nốt những cái mong muốn của mình trong âm nhạc cũng như trong điện ảnh với những dự định rất là lớn lao. Và sản phẩm gần đây nhất của anh là MV Em Ngủ Chưa, được kết hợp với Osap, một nhạc sĩ trẻ gặp có rất là nhiều bản hit trên mạng xã hội. Vậy thì anh có thể chia sẻ cơ duyên nào mà hai người lại hợp tác với nhau? Và thường thì người ta nhắc đến chị Thanh Bình thì người ta sẽ nhắc đến những bản ballad buồn, lụy tim. Tuy nhiên thì với sản phẩm mới này thì đây lại là một phong cách hoàn toàn khác, R&B, trẻ trung và hiện đại. Phải chăng là anh đang muốn thay đổi phong cách trình diễn của mình? Anh có thể chia sẻ cho khán giả được biết. Thật ra thì Thăng Bình luôn luôn muốn kiểu mà làm mới bản thân mình á. Thì đây là một dự án mà Thăng Bình muốn thử nghiệm về một cái dòng nhạc mới, đó là kiểu sao R&B. Nó cũng một cái tình gì đó tình cờ, khi mà Thăng Bình vô tình Thăng Bình làm quen với một vài người bạn người Hàn Quốc mà đang sinh sống và làm việc ở Mỹ, thì các bạn ấy cũng có những cái buổi làm việc với Thăng Bình thì về âm nhạc, thì các bạn cũng có hướng cho mình những cái dòng nhạc mà mình nên thay đổi cho nó mới lạ hơn. Thì cũng khoảng thời gian đó Thăng Bình cũng sản xuất được cái ca khúc Em Ngủ Chưa, nhưng mà cái phần rap á, thì Thăng Bình lúc đầu Thăng Bình dự định là mình sẽ tự thực hiện cơ. Cho đến một ngày nọ Thăng Bình vô tình xem được hai ca khúc của Osat ở trên mạng, đó là ca khúc Cũ Lạc nè và ca khúc Người Âm Phủ. Thì mình cảm thấy là cái ngôn từ và cái cách thể hiện của các bạn này rất là phù hợp với mình, thì đó là mình liên hệ ngay với Osat để mà tìm ra một cái sự hợp tác. Thì cũng rất may mắn là Osat cũng rất là quý Thăng Bình và cũng nhận lời ngay. Thì cuối cùng hai anh em đã làm việc với nhau để mà cho được ra mắt một ca khúc Em Ngủ Chưa. Thì đây cũng là một trong những MV cá nhân thành công nhất của Trịnh Thăng Bình từ trước đến giờ, cũng về lượt view nè, về lượt tương tác nè. Thì mình cũng cảm thấy rất là vui vì nó cũng là một phần nào đó nó đem lại những cái sự thú vị nhất định trong một cái sự gọi là thể nghiệm trong cái dòng nhạc mới này. Có nhiều ý kiến cho rằng là gia đình anh rất là giàu có và anh ca hát hay đóng phim cũng chỉ là để phục vụ đam mê của mình thôi. Anh có suy nghĩ như thế nào về ý kiến này? Thực ra câu chuyện này mình có từng chia sẻ rồi. Có những thời gian, tại vì thật ra là mọi người nhìn vào Trịnh Thăng Bình là thấy kiểu trắng trẻo cao đó thế này, kiểu nghĩ là công tử con nhà giàu, kiểu gia đình có điều kiện cho nên không bao giờ phải khổ thế này thế nọ, nhưng thật ra không phải vậy. Tại vì thật ra đúng là Thăng Bình sinh ra trong một gia đình cũng gọi là có điều kiện, nhưng mà không phải là quá là giàu có như mọi người đã đồn đoán. Nhưng mà thực ra gia đình có điều kiện đó của Thăng Bình đã bắt đầu tan rã từ từ năm
Bình 18 20 tuổi, thì lúc đó gia đình cũng có những biến cố, bố mẹ cũng là ly thân với nhau nè. Rồi gia đình kinh doanh nó cũng không tốt, không thuận lợi, cho nên là cũng gần như là có câu chuyện là gia đình bị phá sản từ lúc mà năm Thanh Bình 21 tuổi. Thì từ lúc 21 tuổi Thanh Bình đã phải làm rất là nhiều thứ để mà tự bươn chải cho cuộc sống của mình cũng như là phụ giúp cho gia đình. Một câu hỏi khác hơi đời tư một chút, nhưng mà Đoan Trang nghĩ là đây cũng sẽ là câu hỏi mà rất nhiều người mong muốn được anh giải đáp. Đó chính là người ta thường đồn là Trịnh Thanh Bình là một người rất là đào hoa trong showbiz. Tuy nhiên thì cho đến thời điểm hiện tại thì anh chỉ công khai tình cảm với Yến Nhi mà thôi. Vậy thì lý do là gì? Anh có thể chia sẻ cho mọi người được biết. Thật ra cái mối quan hệ của Bình với Yến Nhi là mối quan hệ cũng cũ rồi, mình cũng không muốn nhắc lại nhiều. Nhưng mà thật ra ở cái thời điểm đấy á, là cái thời điểm mà nó cũng rất là nhạy cảm. Tại vì cả Bình và cả Yến Nhi đều là người có công chúng nè. Và vô tình chúng tôi lại bị cánh các bạn báo chí trẻ cũng bắt gặp nhiều lần và cũng chụp ảnh cái kiểu. Thì ở một cái mối quan hệ cũng là giữa hai con người mà ai cũng biết tới và lại bị bắt gặp như vậy nữa, thì cái chuyện mà chúng tôi phải đứng ra công khai ở một mối quan hệ đó là một cái điều mà cần làm trong thời điểm đó. Tại vì mình cũng là một người đàn ông nè, và mình cũng là một người mà dám làm và dám nhận, chứ mình cũng không phải là một người kiểu sợ này sợ nọ sợ kia ở trong một cái mối tình, một cái trong chuyện tình cảm. Thì cái thời điểm đó là cái thời điểm mà mình nghĩ là cái quyết định đó nó cũng nên làm. Nhưng mà sau đó thì có phải là từ những cái chuyện mà quá nhiều người biết ở một mối quan hệ, thì nó dẫn đến những cái chuyện bất cập song song nó xảy ra, thì nó dẫn đến những chuyện không hay, và cuối cùng mối quan hệ nó không bị đổ vỡ nhiều. Cho nên là sau đó mình có một cái điều mà rút kinh nghiệm được, đó là nếu mà mình muốn bảo vệ được cái quyền riêng tư, cái mối quan hệ của mình nó tốt đó, thì tốt nhất là mình cũng không nên kiểu công khai mối quan hệ của mình quá nhiều. Nó dẫn đến những cái chuyện là không hay, kiểu mình chín người mười ý thế này thế nọ thế kia, thì mình sẽ không bảo vệ được tốt cái mối quan hệ tình cảm cá nhân của mình nhiều. Và một câu hỏi nữa mà Đoan Trang nghĩ là sẽ rất là nhiều người quan tâm, đặc biệt là các fan nữ, đó chính là tình trạng hiện tại của anh Bình. Chuyện đời tư à? Chuyện đời tư thì là năm năm 2018 cũng là năm mà thay đổi khá nhiều. Cũng thay đổi khá nhiều về cái suy nghĩ và cũng cuộc sống. Có thể là đôi khi có những lúc mà chúng ta suy nghĩ là chúng ta muốn ổn định. Chúng ta muốn đâu đến một cái độ tuổi trưởng thành rồi, chúng ta sẽ muốn ổn định trong những mối quan hệ tình cảm để cuộc đời chúng ta kiểu yên bình hơn, và chúng ta tập trung, chúng ta làm việc tốt hơn. Nhưng có thể là do số phận nó dẫn đến cái chuyện là mọi thứ nó đều hướng theo một cái ngã rẽ mới. Một cái ngã rẽ đó thì nó đã dẫn dồn vào cái công việc. Và một khi mà chúng ta luôn luôn cuộc sống này luôn có sự rất là công bằng, là khi mà chúng ta có được rất nhiều thứ thì đương nhiên chúng ta cũng sẽ mất đi rất là nhiều thứ. Thì Thăng Bình cứ tạm dành thời gian từ đây đến sắp tới của mình cho công việc vậy, cho sự phát triển công việc. Còn vấn đề đời tư cá nhân thì chắc là đợi duyên. Cảm ơn Trịnh Thăng Bình về buổi nói chuyện rất là thú vị ngày hôm nay. Nhân đây thì Đoan Trang xin thay mặt cho kênh VTC9 xin chúc anh luôn thành công trong con đường sự nghiệp sắp tới.